亮亮来呢。你知道吗？你知道吗？我不知道。我不知道。你说吧。你说吧。给那个 em đã biết nói được thì tập nói nhanh hơn một tí để nó quen dần thành thói quen。你可以说汉语吗？你可以说汉语吗？你可以说中国话吗？你可以说中国话吗？我会说一点点。我会说一点点。我也是。我也是。我老师。我老师。有十朵红花。有十朵红花。你送给我吧。你送给我吧。我在阮老师家。我在阮老师家。学汉语。学汉语。我听不懂。我听不懂。你懂了吗？你懂了吗？你会说汉语吗？你会说汉语吗？你们来都空别提来呢。不会，写卷轴听听呀。不会，不会。我不会说。那现在你，你俩明来给沟通别提干了，不会很贵哟。你不把钱来了，给钱别来了，你上来来摆够，我不懂。对了哥，对了哥，哥别走吧，你们得等两个。哎，来猜上去两个，这明旭家呢？mới ăn được một câu anh cùng một câu trên này nhỉ chứ đâu và bố chứ đâu nhỉ số nhỉ số nhỉ số ba nhỉ số ba anh có nói được tiếng Trung Quốc không có hai cách你可以说中国话吗？嗯，好啦，anh có cái chữ gì nhỉ？ anh có nói được？ anh có biết？ chữ biết này sẽ là gì？ 你会说汉语吗？你会说汉语吗？或者你会说中国中文中文吗？中文是给你中的。对，安迪对了。我会说一点点。嗯。我也是。你老师还是我老师？我老师。我老师。我老师。我老师。你老师。搞了几年？有十朵。十朵。十朵才几个木？十朵。十朵的黄的才了花的呀明白了有了花红不办这边的名字在上面的话他要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 十朵红花，你送给我吧。không được， nói thế nào？不行hoặc phu。不行。chữ được vừa nãy chúng ta vừa học xong。不可以。không được。tại vì sao？为什么？问。为什么像百哈đúng không？为什么在唱？vợ thấy giết chết。tiếp nào câu tiếp theo em thì tiếp này。thầy có 10 đó hoa nhưng mà thầy không thể tặng cho em được tặng cho em thì thầy vợ thầy đánh ghen kiểu thế。vừa chạy。chỉ có 5 thanh dấu thôi em về
để cố học kỹ, cố nhớ mỗi khi mình phát âm ra nó là sư hay là sự hay là sứ hay là sự. Em cứ vừa học vừa lấy cái bài cũ ra đọc lại cho nhớ.